À thế à? Ồ, cảm ơn nhá. Ôi trên. Nam thanh niên thật thà nhặt được chiếc điện thoại rơi từ xe bán tải, quyết đuổi theo trả cho bằng được, khiến ai cũng thấy thương. Hôm nay ngày 1 tháng 3, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông, truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực ý nghĩa của một nam thanh niên sau khi nhặt được chiếc điện thoại. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Theo đó, nam thanh niên trong lúc điều khiển xe máy trên đường đã nhặt được chiếc điện thoại của một tài xế xe bán tải đánh rơi. Ngay lập tức, nam thanh niên này liền đuổi theo xe bán tải, đồng thời liên tục gọi tài xế để trả lại. Đến khi đuổi kịp xe bán tải, nam thanh niên này liền gửi lại điện thoại và nói: "Điện thoại anh để đằng sau xe bị rơi, em nhặt được." Cảm kích trước lòng tốt của nam thanh niên, chủ xe cũng liên tục gửi lời cảm ơn. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô bán tải ghi lại. Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. À thế à? Ồ, cảm ơn nhá. Ôi trên. Lòng tốt của nam thanh niên khiến nhiều người phải nể phục và để lại rất nhiều lời ngợi khen. Nhiều gian cư mạng bình luận rôm rã như sau: "Thương quá, chạy thục mạng để trả lại củ rơi. Xem mấy clip thế này thấy dễ thương quá." Năng lượng tích cực là đây cơ mà. Hành động tuyệt vời của bạn xe máy. Người tử tế thế này ắt sẽ thành công lắm. Quả thật, ngoài những tình huống giao thông xấu xí, đầy phốt như trên mạng xã hội hiện nay, sẽ luôn đồng hành những nghĩa cử cao đẹp, những câu chuyện mang năng lượng tích cực đã giúp lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bạn mà thấy sao về tình huống nam thanh niên quyết chạy theo xe bán tải chỉ để trả lại chiếc điện thoại này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. À thế à? Ồ, cảm ơn nhé. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.